Chào mọi người, hôm nay lại cân thử bọn nhóc con. Ngày mùng 8 tháng 7 xem cho nó bao nhiêu cân. Như vậy là đến hôm nay cân thì là bọn nhóc con này nhỏ nhất là con nhẹ nhất là con cái xanh là 4 cân rưỡi à, 4 cân rưỡi không, cân lại xem nào, to nhất thì là 5 cân 4. À, 4 cân 2. Nhẹ nhất là 4 cân 2. Để mọi người thắng cho luôn này. Ok. Lá cây. Tên của em là Nancy. Ok, Nancy.
rồi. Đấy, còn ông ông boy đẹp dai này, 4/8 vàng. Vàng. Vàng rất là đẹp dai. Rất đẹp dai luôn. Vàng 4/8. Nào, lâu ra đây nào, chúng nó tắm xong rồi chúng nó cũng ngủ rồi. Nâu đang ngủ. Nào, rồi em xuống ngủ. Nâu đang ngủ trên tay. Nâu cũng 4/8 luôn, giống nhau, cũng vàng. À, được thì có ông trắng là ông ấy nhẹ hơn một chút, 4/5, và ông xanh là trời là ông ấy nặng hơn một chút, 5/2. Rất đẹp trai. Souffle Bruno Messi. Đó là một souffle. Ok. Năm sau thì chúng ta sẽ có những con chó tuyệt đẹp. Đó, cái đàn chó này. Ok. À, xuống ngủ nhá, không làm phiền nữa. Ngủ đi. Đây, mọi người có thể nhìn. Chúng nó đang ngủ rồi. À, khi mà chúng nó ngủ rồi thì chủ sẽ dọn. Dọn cái đống giấy rồi đi. Ok. Cập nhật tình hình đàn chó con Bruno Messi để mà mọi người chúng ta yêu thích cái đàn cún này và chúng ta quan tâm thì chúng ta theo dõi, cũng như là một cái số liệu để mà mọi người có thể so sánh cái sự phát triển của các cái đàn chó con trong ngày tuổi. Đàn cún con này là đẻ ngày 21 tháng 5. Đến hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7. Thì cân nặng nó là như vậy. Thì mọi người chúng ta có thể theo dõi. Đàn này là một cái đàn bự, đàn chó rất là bự. Chứ không phải đàn nào nó cũng vậy đâu. Messi ơi, con dọa con lại. Chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem các video của chạy chó Rugby. Thank you and see you again.